Sáng nay thì một cây me tây lớn và cao hàng chục mét đã bật gốc và đè vào nhà dân trên đường Hoài Thanh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc khiến một bé gái 13 tuổi bị thương. Theo người dân khu vực thì vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ, thời điểm này không có mưa cũng như gió lớn. Theo ghi nhận thì cây có đường kính hơn 1 mét, cao khoảng 15 mét đã có dấu hiệu mục, tán lá rộng, phần rễ nông. Cây ngã đè một căn nhà có hai người đang ngủ bên trong. May mắn thì hai người này thoát kịp ra ngoài, trong đó một bé gái 13 tuổi bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhà và nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng. Ngoài ra thì hai căn kế cận cũng bị ảnh hưởng. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện qua lại nên không gây thêm hậu quả nghiêm trọng. Đến trưa cùng ngày thì các đơn vị liên quan vẫn đang khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại và có phương án giải quyết thỏa đáng.